chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng sông lá cờ, hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền, đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là xin cảm ơn tất cả mọi người đã về đây. Có một số bác nói Houston cũng có ở đây, Florida cũng có, xin lỗi nhưng mà chú Hồ không nhắc tới được. Chú Hồ nói chung là 50 tiểu bang chúng ta đã về, Đan Bạch đã về, Canada đã về, và những người ở Việt Nam đang coi live trên SBTN.TV. Kính thưa quý vị, triệu con tim một tiếng nói. Chú Hồ nói đơn giản thôi, tinh thần của chúng ta ngày hôm nay theo lời của Việt Khang, một đứa con yêu của dân tộc. Hiện nay đang bị cầm tù. Anh đã biết. Già trẻ gái trai. Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược, bán nước Việt Nam. Phi Việt Khang. Phi Việt Khang. Hãy trả tự do cho những người yêu nước. Xin cảm ơn quý vị. Sau khi nghe lời ca tiếng nhạc của chương trình Hát cho Biển Đông, phải cứu dẹp tội đồ dân tộc đang cầm quyền, đang minh tâm nhân nước cho giặc phương Bắc. Đã ra Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân. Đã ra Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân. Đã ra Cộng sản Việt Nam. Đã ra Tàu Cộng. Đã ra Tàu Cộng. Đã ra Tàu Cộng. Thành thật cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hô khẩu hiệu, và khi mà chú Hồ đánh trống thì chúng ta cùng nhau hô khẩu hiệu nha quý vị. Việt Nam!
ông mẹ hai tiếng Việt Nam yêu quê hương qua từng trang sách hùng vương phù đồng dạng người. Theo những buồn vui quê hương sau ngày lửa bói tự do cũng xa vời. Và hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc bài hát của Việt Khang đã được hát lên. Quý vị vừa mới nghe thấy một bài hát của chính anh Việt Khang hát cùng với nhạc nền và cũng như là những ca sĩ của Asia đã cùng với ban tổ chức trình bày và gửi đến quý vị qua màn hình của BWN. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đang tranh thủ một số những quý vị đang đứng ở gần đây để cùng trò chuyện cùng quý vị. Trong lúc chương trình ở tại trên sân khấu cũng có nhiều diễn giả và những sự phát biểu và chương trình ca nhạc và ca nhạc đấu tranh sẽ được diễn ra trong suốt ngày hôm nay cho đến chiều và tối. Việt Khang! Việt Khang! Việt Khang! Tôi là Tô Thư từ Houston. Thì thưa quý vị, bên anh Trúc Hồ bên Asia kêu gọi tất cả mọi người về tham dự buổi biểu tình ngày hôm nay cũng như là hát cho Biển Đông và tình con người. Thì thưa quý vị, đây là một cái cơ hội cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, nếu chúng ta còn nói rằng Việt Nam muôn năm thì cái Việt Nam muôn năm nó chỉ còn tồn tại khi nào tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cùng một lòng đối với đất nước, cùng một lòng với những người trong nước đứng lên để tranh đấu, chấm dứt cái chế độ bán nước hèn nhát, hèn với giặc, ác với dân. Cái thứ hai nữa là chấm dứt cái chế độ Trung Cộng mà muốn lấn át Biển Đông, đó là chế độ xâm lược Biển Đông. Đây là một cái thách đố của Cộng sản Trung Cộng đối với cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng may, chúng tôi cho là may là dân tộc Việt Nam có người ở hải ngoại, có người trong nước, đó là những nhà đấu tranh dân chủ từ trong nước lẫn hải ngoại cùng đứng lên để tranh đấu cho một việc quê hương Việt Nam được bình an, được thanh bình. Cho nên vì như vậy mà chúng tôi sẵn sàng đứng lên để tham gia với ban tổ chức để kêu gọi tất cả mọi người cùng đến đây để biểu tình giống như sáng nay mà bên BWN đã trông thấy. Vâng, cảm ơn chú.